Tí nữa mình làm từng từng phần ha, từng cái yêu cầu. Trong ký bài chúng ta delete mấy cái này đi. New một cái frame bài 4. Chúng ta tạo cái label trước. Label nó đi đâu rồi? À đây. Già cả rồi. Đặt cho nó cái font in đậm 24. Rồi màu user bây giờ ở đây chúng ta thấy là trong bài lab chúng ta có dùng hai thẻ như vậy. Chúng ta sẽ tạo ra ở đây một cái cửa sổ để chuyển ha, rồi sau đó chúng ta xài một cái panel như vậy. Chỗ này các bạn sẽ làm cái tab pane. Trước tiên là chúng ta xài cái tab pane, kéo này ra. Trong cái tab pane này thì các bạn nên để ở phía trên cao thôi. Để làm gì? Để tí nữa đó thì khi mà mình chuyển cái tab á thì mấy cái nút nó còn. Mình nhìn ở đây coi là người ta đang sử dụng là các cái nút này nè. Nó chỉ nằm ở bên phía này. Còn nếu như mà khi mà các bạn thiết kế mà các bạn để cái nút ở phía dưới á thì nó sẽ nằm yên. Còn khi mình chuyển tab là nó không ảnh hưởng. Thì tùy trường hợp. Trường hợp mà mình muốn cho nó nằm theo một cái tab thì mình để im ở bên trong. Còn không thì mình để bên ngoài. Vậy thì mình thiết kế mình để bên ngoài thử coi nó làm sao. Và ở bên trong này thì nếu như mà mình chỉ mới để cái tab bed này thì nó không có cái gì hết. Nó chỉ mới là đặt ra thôi. Còn mình muốn nó xuất hiện hai cái cửa sổ khác nhau thì mình phải dùng thêm cái panel nữa. Đây là bỏ vô cái panel đầu tiên, kéo bỏ cái panel thứ hai. Thì các bạn đưa lên phía trên cái chỗ tiêu đề này nè thì nó có cái dấu màu cam, thì mình thả ra nó sẽ lên cái bảng thứ hai. Như vậy đây là hai cái panel của mình. Panel đầu tiên mình sử dụng để mình làm cái user edition ở đây. Cái thứ hai là danh sách list. Trong cái edition này chúng ta sẽ tạo ra label ở đây là user. Username. Kéo cái text field ra. TXT username. Các bạn chọn cả hai, Ctrl D xuống. Chỗ này chúng ta đổi lại password. Và chỗ này xóa đi, tại vì mình không dùng text field. Nhưng mà tại sao mình phải chọn để double, để nó cân cân lề cho mình. Chứ nếu mà mình không chọn là cái phía kia nó về bị nhảy. Edit text xóa đi. TXT password. Ở phía dưới này chúng ta chọn cả hai, Ctrl D xuống.
mặc dù là tí nữa mình không xài nhưng mà chúng ta cần Ctrl D để cho nó tự canh lề cho chúng ta. Trong cái row này có user, có admin, chúng ta sẽ dùng cái radio button. User, điểm danh, admin, đổi rdo cần trên d admin. Chúng ta sẽ có cái nút. Như vậy các cái nút này các bạn có thể để nó trong một cái panel để cho nó tiện di chuyển chẳng hạn. Ví dụ chỗ này thêm xóa btn remove update reset chúng ta đã design xong cái phần form đầu tiên. Form thứ hai chúng ta sẽ kéo table vào. Trong table này chúng ta sẽ đổi cái content cho nó. User, mình cho số thứ tự đi. Rồi username, password, rồi username, password, rồi. Như vậy mình đã thiết kế xong phần giao diện. Chúng ta kéo cái này cho nó nhỏ lại một tí. Rồi chạy lên thử nha.
mình đã thiết kế xong phần giao diện. Và các bạn có thể kéo cái giao diện này vào giữa giúp thầy. Bên này list của chúng ta. Chúng ta đẩy cái giao diện vô giữa. Các bạn viết giúp cho thầy xem thêm một cái hàm khởi tạo ở đây. Trong cái phần khởi tạo này, chúng ta sẽ thực hiện một số cái. Ví dụ chúng ta sẽ xếp cái vị trí, xếp vị trí cho cái form, nó sẽ hiển thị ngay ở giữa. Và trên cái hàm khởi tạo này, trên cái hàm constructor này, chúng ta sẽ gọi hàm khởi tạo. Và ở cái phần khởi tạo này, chúng ta mong muốn rằng là khi mà chạy lên thì user thể được chọn đầu tiên. User được chọn đầu tiên thì trong phần khởi tạo của chúng ta, các bạn sẽ radio user.setSelected. Còn gì nữa không? SetSelected true. Vậy khi mà các bạn chạy lên thì nó ngay ở giữa cửa sổ màn hình và user được chọn. Và chúng ta mong muốn rằng khi mà chạy lên thì cái username này nó phải được nhấp nháy luôn. Đó. Thì cái này sau này các bạn đi làm thì nó thuộc về UI UX của chúng ta. Thì các bạn đó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Như vậy chỗ này đối với lại cái TXT username, chúng ta request focus nó, thì khi các bạn chạy lên nó sẽ nhảy vô cái ô đó, nó dừng cho chúng ta luôn, nó chờ cho chúng ta nhập user, không cần phải bấm chuột thì nó sẽ nhanh hơn, và chỗ này nó rất là tiện cho chúng ta. Đấy là chúng ta xong được cái phần thiết kế giao diện.